sự nghiên cứu lâu dài cho làn da Á Đông với dược liệu thiên nhiên đến từ Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Như quý vị đã thấy, làn da của Tuy Hồng được mịn màng và bớt nhăn cũng nhờ Tuy Hồng đang dùng kem nước trị nhăn, sản phẩm của công ty MD7. Được chọn lọc kỹ lưỡng cho sản phẩm MD7 tuyệt đối được sự ủng hộ và nhiều nhân chứng nhất từ trước đến nay của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như Ngọc Đăng Thanh, Mai Lệ Huyền, MC Thùy Dương, Hồ Hoàng Yến. Là một nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều thập kỷ qua, Tuy Hồng sẽ là nhân chứng chia sẻ với quý vị sản phẩm của MD7. Một buổi sáng, Tuy Hồng trước khi ra khỏi nhà thường thường cũng phải trang điểm một chút, nhưng bây giờ thì không trang điểm nữa vì làn da của Tuy Hồng đã được trắng mịn và bớt nám. Cũng nhờ là Tuy Hồng đang dùng kem trị nám, sản phẩm của công ty MD7. Hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333 hoặc online md-7.com.